Xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình đi đến nhà của anh Mười ở huyện Bình Tân của tỉnh Vĩnh Long để làm cái clip giới thiệu về một số cây bông trang và phôi mai cho quý vị và các bạn có nhu cầu cùng giao lưu nha. Và hôm nay giới thiệu rồi chào chú Tính, chú Tính ơi, rồi chào anh em trân trọng mà mến chào anh em gần, trân trọng mến chào anh em gần xa ha. Hôm nay mình có giao lưu là một số phôi mai dưới bông trang, phôi dưới bông trang thành phẩm. Rồi cây số 1. Rồi cây số 1. Hôm nay trời cũng tối nha bà con. Cây số 1 này là cây bông trang lá chung đỏ. Rồi, thước đâu rồi? Rồi. Sao chạy đi mày? Bỏ cái túi. Rồi kéo chiều cao chứ lên nè. Chiều cao nè. Kéo chiều cao. Thước này. Đây đi, mặt bầu đi. Đến đây. Rồi 58. Rồi chiều cao là 58. 58. Rồi, nó sẽ lớn lên mạnh dạn lên. Rồi cái này là cũ hả? Rồi. 32, đây đọc cho. 32. 32 nha. Rồi sao ở trên này một cái nữa coi. Trên này cái này. Heo đi. Rồi. 25, 24, 25 gì đây. 24 đi. 24. Cao bà con đi. Rồi. Rồi. Cái này anh quay vòng rồi báo giá quay luôn. Vòng đi. Cây cây này là bông lá chung mà bông đỏ nha anh em. Bông đỏ lá bông chung. Đỏ lá chung. Cây số 1. Cây số 1. Giá luôn. Giao lưu giá cây này là 5 triệu. 5 triệu. Rồi giá mềm luôn. Bao ship tới đâu? Bao ship toàn quốc luôn. Toàn quốc luôn. Toàn quốc luôn. Rồi chơi luôn. Cho anh em dễ chơi. Đổi cây. Tiếp tục đổi cây, đổi cây. Rồi cây số 2 là cây trang đỏ lá nhỏ. Trang đỏ lá nhỏ. Lá nhỏ. Những cây dù vậy nè. Cây này cái phong dù, tàn dù thân lắc. Đó. Đế cũng đều nha anh em. Rồi. Dáng hơi siêu siêu. Dáng siêu. Rồi cho hoành nha. Có phụ lấy cái gì đo thì gọi thêm không chi? Được rồi. Rõ. Hoành trên đây đi ha. Xích lên chứ. Rồi. 21. 21. Rồi, xích dưới cái nữa coi. Cũ. Cũ. Đây. 23. 24. 4 không? Rồi, thoát thân coi như vậy. Thoát thân. Cao bao nhiêu? Cốt thân lên tới trên đọt đi đây này đạn như cho cô thấy chưa? Rồi khoảng 1m3. 1m3. Rồi lên trên luôn chắc cỡ 1m6. Rồi. Cây này chắc cỡ 1m. Thôi. Cây thước chắc cỡ 1m7. 1m7 quá. Rồi 1m8. Bây giờ cái này để đất đi. Đất đi quay quay cái đọt mới được. Nặng đất đi. Quay cái đọt hả? Chưa chưa để mình để mình quay vòng cái hạ xuống. Thấy rồi, nãy giờ thấy rồi. Để đất cái đi. Xuống đi. Cái bông này cái đầu cái giá đi. Rồi. Đây là cái bông nè. Ghế vậy. Rồi. Cao khoảng 1m7 gì đó. Rồi. Cây này cỡ 1m7 à, 1m8 gì à. Không còn màu đất nữa. Còn màu đất. Rồi. Rồi cây này anh báo giá đi. Cây này giá 12 triệu. 12 triệu. Bao ship toàn quốc luôn vậy. Bao ship toàn quốc luôn. Cây trang số 2. Cây số 2. Rồi đổi cây. Này đây đi. Ba đồng. Đi qua đi. Tiếp tục nha.
dính giữa hết trơn quý. Cái này gọi 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 tiếp tiếp gì vậy? Gọi hả? Không không thấy ở trong không? Gọi lấy cái gì gọi trong coi chi? Không thấy cái này tôi. Trang đỏ lá nhỏ. Trang đỏ lá nhỏ cây bonsai. Đế đẹp nha anh em, đế nè. Gọi vô. Nó cái thân lên đây cắt nó có cái sẹo hơi dán cây hơi siêu siêu. Đây nè cái thòi sẹo đây nè, dưới nó hơi siêu siêu cái cắt nó siêu siêu nha. Rồi, quanh đen đây. Đế đẹp nha anh em. Rồi quay vòng đế. Đế đều đẹp. Rồi quanh bên đây nó có cái rễ nhỏ. Quanh đây cái đi. Ok rồi, lại chịu này cho nó chống xa chống chống mới được đò mới thấy nó vậy đó. Đây 22 hả? Rồi hoành 22 xích xuống cái cũ nó chút xíu nữa thôi được rồi. Đây nè thì nó bự hơn chút, 25 rồi. Rồi chịu cao cái thân chỗ chính nó đi thân anh kéo ngoài nè, thân chính nè. Sao mà đo được thân đo thân chính không? Cái đọt nè. Đo thân chính không? Khỏi đo thân chính. Đây hả? Đo báo đi. Nhiêu gì? 107. Rồi. Không có đâu khoa. Bởi vì không không thấy được. Không có thấy được. Rồi 44. Rồi cái thân chủ nó nè. Rồi cái thân chủ đi nè, từ đây nhiêu? Đâu có thân chủ thì coi như nó cỡ 30 đó. Ờ kìa đó cho người ta thấy cũng như cái cốt chủ á. Nhiều hai mấy nè. Thôi khỏi, quay đi, quay cái đế được rồi. Ồ đế đẹp nha anh em. Rồi. Rồi chưa? Rồi được rồi, rồi báo giá. Rồi cây này giá là 8 triệu. Có chậu không? Có chậu luôn. Nửa ship rồi, là lấy chậu cây. Lấy chậu luôn. Cây số mấy? Cây này cây số 3. Cây số 3. Rồi. Rồi cây này cây số 4, cây này bự đẹp lắm nha anh em. Lực lắm à. Gọi vô gì, gọi vô thân này gì. Rồi quay. Gọi vô, gọi sáng nha. Quay. Cái dáng này cũng siêu này nha anh em. Đây cắt có thẹn nhỏ xíu à, thẹn bằng ngón tay à. Đó, đột, cái đọt giót nè. Cây này bự lắm à. Cây thành phẩm luôn đó. Rồi trang đỏ lá nhỏ. Trang đỏ lá nhỏ. Rồi hoành lên đây. Xe qua chiều này đang dễ thấy. Rồi đây. Rồi 32. Rồi hoành 32. Hoành với cũ không? Rồi. Rồi anh chút coi. Đột chủ nó đi. Đột chủ nó nhiêu? Mười mấy. Tới đột chủ nè. Rồi lấy cái bài 19. Rồi. Rồi cái thân nó luôn anh đo lên tới cái đọt. Rồi tới đọt đi. Gì đi? 40. Gì 40? Đó là lộn thuốc không? 40. 40 đây hả? Ừ. 40 rồi chiều cao 40. Rồi đâu cái hoành đâu đo lại hoành trên này. Trên nè. Ngay kế cái tượng. Đây ha. Ở chỗ đó. Đây. Đó lộn thuốc không? 30. Chích nè. Nè. Đầu khéo khẹo kìa. Đo từ ngang đây nè. Rồi. 29 á. Rồi, đo cho rõ. 29 hả? Bán dễ. Rồi một hai phân về bà con đo lại chứ. Rồi chứ để giá thôi. Rồi, giá luôn. Rồi giá cây này là 13 triệu. 13 triệu. Rồi 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 đây thấy rõ không? Rõ không chú? Rồi. Rồi. Rồi xuống. Rồi, xuống. Rồi. 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 Để đây cận đây hồi không có đi được.
số 4 rồi, cây số 5 nó cây đó đó. Phải không? Rồi coi. 5. Rồi cây số 5 là cây này quái lắm nha anh em. Nhìn cho kỹ nha anh em, cây này quái dị lắm à, cây mai vàng nha. Thân quái lắm à. Cây này quái dữ dằn lắm đó. Nó có xù nách nữa đó. Đâu xù đâu rồi. Đây nè. Xù hết. Nó hơi hơi. Rồi, đó thông số đi. Thông số về đo đâu, về cây này nó khó rồi. Đo cái cành bay này đi. Cành bay đi đi. Cây này chú ơi. Rồi đứng rồi. 26. Em cháu hả? Rồi đo cái này cái nữa coi, đo cái củ này cái coi, củ quái nè, củ quái đi. 37. 37 hả? Rồi chiều cao luôn, chiều cao từ đây lên đọt rồi 75. 75 rồi, nơi đây 75 rồi. Nó giá nè. Rồi cây này giá 9,5 triệu. 9,5 triệu. Cây quái lắm nha, lâu lâu mới có được cây quái nha anh em. Bao ship toàn quốc phải không? Bao ship toàn quốc luôn. Rồi đổi cây. Cây số mấy? Cây này cây số 5. Rồi. Xuống đây luôn đi. Này hồi không có chỗ đứng á. Rồi cây số 6, cây này đi. Số 6 không? Thấy rõ không chú? Dính. Nó cái bánh nó đi ngang, nó không có chạy. Rồi. Rồi giờ sao tả sao nó đi mai gì? Cây này cây mai vàng. Đế xổm cao lắm nha anh em. Đó. Rồi đó chiều cao luôn đi. Nè. Hào cái thùng B vô cái đi. Đây là cái thùng B nè đó. Nó cao hơn cái thùng B ghế á. Nó thùng nước, quên cái thùng B. Bây giờ đo cái gì? Đo thân đi ha. Rễ cao đo rễ trước. Đo rễ trước ha. Rồi giữ im đó. Rồi để rễ sổm 60. 60 ha. Rồi. Rồi đo cái đo gì nữa đây? Đó, đo hoành thân ha. Đâu. Ở đây đi. Dưới này chút đi. Đây. 41. 41 ha. Rồi. Cái này nó bóng. Rồi hoàn thành 41. Rồi cao. Cao hả? Kéo kéo đẩy xích vào bệnh xíu. Này đúng quên. Đây chiều cao lên 1m7 đi. Chiều cao 1m7. Ờ 1m7. Rồi tôi đo cái bình cũ nè. Đo cũ luôn. Đo hạo cái đi. Nhiêu? 63. Đó. 63. Sao cũ đó cái cụ hoành cũ đó. Rồi bây giờ quay cái nữa. Đo cái hoành dưới đế coi. Hoành dưới đế. Đo cái hoành. Cái hoành này tới 200 mà. 200 mấy nữa. Hoành đế 200 mấy đó, ra tới đế luôn. Rồi. Một cái thứ nè. Giá luôn đi. Hoành này 220 á, còn có 7 220. 220 đó. Rồi.
Giá khủng không? Bên đây ghế này nó nhóng lên cao nữa nè, ghế này nè. Đó. Tới đây nè. Rồi. Nhiều. Quay mặt ước đi lại. Nó tới đây nè. 6-70 gì đó, cái nó cao hơn kia chút xíu. Ừ, cao hơn nhé. Rồi, giá. Rồi cây này là giá 40 triệu. 40 triệu. Đế nôm cao quái nha anh em. Cây này là bao ship là 200 km, chứ bao xa nó không nổi. Bao xa nó thương lượng. Rồi, cái bầu này cũng nặng lắm. Rồi, còn cây nào nữa? Còn. Cho nó vô trong đi. Ôi, cây này giống như con bồ cạp vậy. Già cây lắm nha anh em. Đó, rễ nó khéo gọn mà như con bồ cạp với nó hai cái chân trước nè. Đó. Già cây á. Quay đen quay. Đây là mấy cái thẹo này là nó sành nó trơn không sao nha anh em. Đó, cây này cũng khéo đẹp lắm anh em ơi, nhìn cho kỹ nha. Rồi đâu quạnh. Rồi anh em chốt có chốt cây cho mình mà xin cái tiền cọc nha mấy anh em. Cho nó thương lượng trên điện thoại chứ. Không có mình nói cho người ta biết. 29. 29 nha. Dạ. Rồi. Cao. Chiều cao đi. 45. Rồi. Chiều cao 45. Cao 45. Rồi giá luôn anh ơi. Cây này đẹp lắm nha anh em. Giá. Rồi cây này giá 4 triệu. Rồi giá 4 triệu. Ừ. Bây giờ là báo giá mềm mềm cho anh em. Rồi còn cái nào không? Nãy giờ còn mấy chục vòng rồi đó. Rồi. Không thấy vậy chứ nữa vô nhưng cũng nghe lớn lắm. Mẹ tại vì cái mì này nó không có 19 phút đó anh ơi. Vậy nè. Rồi đây là cây bông trang mà lá nhỏ bông vàng. Rồi, hai thân lượng lắc nha anh em. Quay nữa không? Đâu cái củ đế đẹp lắm nha anh em, rễ đều cho. Rồi cái củ cái đi. Đây, củ đây. Củ 22. Đó, củ 22 đó. Rồi. Cái hoành thân cây nào cũng 13 chứ đó. Đo rồi nè. Phải không? 13 phải không? Rồi. Cây này cũng vậy nữa. Rồi nè. 13 rồi. Rồi chiều cao. Đây chiều cao. Lên tới đây đi. 115 đi. Đó. 115. Bông trang lá nhỏ bông vàng. Cây này bông vàng nha anh em. Rồi. Hai cái thân lượng lắc hết trơn luôn. Rồi giá luôn. Rồi cây này giá 6 triệu. 6 triệu. Đó. Bao ship toàn quốc. Lá nhỏ bông vàng bao cây này là bao ship toàn quốc luôn. Rồi. Rồi. Vậy là hết rồi đó chú ơi. Rồi vậy mến chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại vào clip sau.